Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh lộ tình trạng sức khỏe sau bỏ bệnh, truyền lại cho con gái nuôi bảo bối 30 năm. Bình tĩnh tiết lộ tình trạng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sau thời gian bị bỏ bệnh, hé lộ được truyền lại bảo bối quý giá. Nữ nghệ sĩ cải lương Bình Tĩnh đã chia sẻ một câu chuyện xúc động liên quan đến ông Hoàng cải lương Hồ Quảng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Theo đó, Bình Tĩnh vô cùng xúc động khi được ba nuôi là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trao cho bảo bối chính quyền. Kịch bản trên 10 năm, đang nói cuốn kịch bản này được lưu vô cùng cẩn thận và có chữ viết của cả mẹ Bình Tĩnh, nghệ sĩ Soạn Dạ Bạch Mai, dạ con kính ơn ba đã trao lại bảo bối cho con gái, cầm kịch bản trên 10 năm mà thẳng tắp mời tinh, chứng tỏ sự tôn trọng của ba với kịch bản của mẹ con như thế này. Chữ viết của mẹ con vẫn rất còn nguyên, Bình Tĩnh nghẹn ngào chia sẻ. Bình Tĩnh còn chia sẻ rằng vì sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chưa được tốt nên chưa thể thực hiện vở tuồng mà Soạn Dạ Bạch Mai tặng. Vì thế mà nam nghệ sĩ đã giao phó cho Bình Tĩnh. Nữ nghệ sĩ còn cho biết nếu vợ Tần Thủy Hoàng được phần đúng như vai và đầu tư như thời Hoàng Kim của bố mẹ cô thì sẽ tiếp tục là kịch bản kinh điển một thời. Đang nói Bình Tĩnh quyết định sẽ đợi Vũ Linh khỏe lại để đầu tư hoành tráng, đánh giá sự mở đầu của ông Hoàng cải lương Hồ Quảng, thậm chí cô còn hứa chuẩn bị cho ba nuôi một áo choàng sắt vàng kéo dài từ sân khấu xuống khán giả như ông từng mong muốn. Lời chia sẻ đầy xúc động của nghệ sĩ Bình Tĩnh đã nhận được sự đồng cảm của đồng nghiệp và khán giả. Chúc bác Nam và chị nhiều sức khỏe và hy vọng em sẽ là vai quân sĩ trong vở, mong sẽ sớm ngày về đấy. Ngày mà tâm nguyện của cố nghệ sĩ nhân dân Bạch Mai, chú Linh và em là tuổi thơ mà anh gắn liền, hồng lắm, sẽ là tuyệt phẩm để đời. Chúc mừng em và tin em sẽ thành công. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mắc bệnh vào năm 2019 khi nghỉ hát để điều trị. Ngoài vấn đề đường ruột, Vũ Linh còn mắc vấn đề cột sống, không thể đứng thường xuyên. Mới đây, cháu gái cũng tiết lộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tích cực điều trị trong thời gian qua. Hiện tại sức khỏe của nam nghệ sĩ đã cải thiện, có thể ngồi và nói chuyện. Tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Vũ Linh sau thời gian dài điều trị đã có những chuyển biến tích cực. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một cái tên gần gũi được khán giả yêu mến cũng như đồng nghiệp kính trọng. Nam nghệ sĩ gắn liền với những tác phẩm nổi tiếng như Trạm Trình Ân, Thái Tử Đan Xạ Gái, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ. Tuy nhiên, sức khỏe của Vũ Linh cũng khiến cho nhiều người lo lắng trong khi 5 năm trở lại đây có dấu hiệu xuống dốc. Từng có thời điểm ông lâm vào bệnh, cột sống lẫn đường ruột đều có vấn đề, không thể đi diễn. Lúc đó cũng là lý do ông Hoàng cải lương vắng bóng trên sân khấu suốt thời gian dài. Trao đổi với Thanh Niên, Hồng Phượng, cháu gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho biết sau thời gian giọng ca cải lương tích cực điều trị, hiện tại sức khỏe của nam nghệ sĩ đã cải thiện hơn, có thể ngồi và nói chuyện nhiều. Những ngày trước cậu rất mệt, còn bây giờ thì sức khỏe của cậu tốt hơn, cô cho hay. Theo như nữ nghệ sĩ chia sẻ, thời gian trước đó khi còn khỏe mạnh, nghệ sĩ Vũ Linh thường thắp hương, khẩn tổ nghiệp. Năm nay Vũ Linh cũng cùng tổ nhưng không mời ai do tình hình sức khỏe vẫn còn yếu và không đảm bảo. Trong khoảng thời gian này, cậu hơi ốm nên không muốn xuất hiện trước mặt mọi người vì hình ảnh không được đẹp, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh cho hay.